xin review cho tất cả anh chị cùng xem là cái gói độ này hôm nay là cho dòng xe Fortuner đời 2022. Anh khách anh đến từ Cần Thơ và anh là đã độ cái xe này là tổng xe thứ 3 rồi. Đấy, anh ấy bọc da gồm có bọc ghế da này, bọc tappi này, bọc hộp ghế tay này, bằng chất liệu da nắp ba ý, mềm êm rất là xịn. Thì bây giờ là em xin review chi tiết cái sản phẩm của bên em. Đấy, để cho tất cả anh chị và các khách hàng là xem chi tiết cái sản phẩm được đấy ạ. Em xin mời ạ. Pro là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc xe hơi tại Việt Nam. Trong hơn 15 năm qua, chúng tôi phục vụ hàng chục nghìn khách hàng, đáp ứng cho tất cả các dòng xe hiện có trên thị trường. Khi đến với OneTech Pro, quý khách sẽ được tư vấn nhiệt tình, tận tâm bởi các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Chế độ bảo hành uy tín, OneTech Pro cam kết chịu trách nhiệm 100% về chất lượng các sản phẩm. Chúng tôi tư vấn và giao hàng tận nơi cho quý khách. Dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng luôn được quan tâm nhằm hỗ trợ khách hàng hiệu quả nhất. Mức giá của dịch vụ đổi màu nội thất luôn ưu đãi và luôn tốt nhất trên thị trường. OneTech Pro luôn đưa ra các mẫu thiết kế mới nhất để khách hàng lựa chọn. OneTech Pro với hệ thống đại lý giải khắp Việt Nam nhằm phục vụ khách hàng nhanh nhất và thuận tiện nhất. Còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. OneTech Pro, nâng tầm chiếc xe của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn đừng quên like, share, subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất của OneTech Pro các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.